Rồi, Mười Khó TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hiện tại thì Mười Khó đang đứng trước quán bánh xèo nhí của mấy bà cháu các bạn. Thì hôm nay cũng rất lâu rồi mình mới quay lại bánh xèo. Thì đây là bé Hà Anh, bé lớn, bé cháu lớn của ông bà nội. Thì cha bé đã mất và mẹ bé cũng đã đi một bước nữa. Đây hiện tại thì bé đang ở với ông bà, của ông bà đổ bánh xèo nè. Mọi người cùng coi bé Hà Anh đổ bánh xèo nha. Một nhóm thịt và hai con tôm. Sau đó thì đổ bánh xèo vào. Thì mỗi cái như vậy thì có giá 30.000 nha mọi người. Bé đổ bánh xèo rất là điêu luyện nè. Đó, thêm một miếng đậu xanh nè. Và ít giá nè, giá đổ nha mọi người. Bé còn nhỏ nhưng mà bé rất giỏi. Bé đổ bánh xèo rất là chuyên nghiệp luôn á. Mọi người nếu có ăn thì có ăn bánh xèo thì ghé ủng hộ mấy bà cháu nha. Hồi nãy nghe bà nội của mấy bé nói là ngày nào là công an cũng tới luôn, mà tới là yêu cầu không qua phim cái gì đó mọi người. Thì mình không biết rõ vấn đề như thế nào. Tại ở phía trong thì có ông nội đang làm rau á mọi người. Đó, mọi người thấy ông nội không? Thì khách đông quá nên cũng có bà thím của cháu ra phụ, với lại thêm một người giúp việc nữa. Nói chung là mấy hôm nay khi mà clip lên thì mọi người đến ủng hộ mấy bà cháu cũng rất là đông luôn á. Mới bữa chú nghe công an tới à con? Có công an tới à? Rồi tới có nói gì không? Nó bị sao không cho? Không biết. Không hiểu cái lý do vì sao mà công an không cho quay á mọi người. Mấy bé giỏi quá trời. Có gì quay mày làm gì ạ? À bữa nay tất niên cuối năm này. Hôm nay là 30 giờ cuối năm.
Tao làm hồi cái mệt không con? Dạ. Làm hồi cái mệt không? Làm có tiền sướng à? Con không? Quay lại nha. Mình nói mình là khán giả vô chửi mình các bạn ơi. Chửi chú. Này biết cái nào chẳng chính con? Rồi ông nội chuẩn bị rau xong, bây giờ đổ lại cho mấy gái bưng đồ bán, ông nội sẽ đúc bánh. Bốn cái đem về. Bốn cái bình thường hả em? Đợi một xíu mà. Không có người ít quay thôi, quay rồi từ từ giảm cho bớt đi.